Chào tất cả các em học sinh khối lớp 10 cũng như tất cả các em học sinh khối trung học phổ thông đang theo dõi kênh Toán học đam mê. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ chữa bài tập của bài học số 1, giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ, định lý cosin và định lý sin trong tam giác của chương 4, hệ thức lượng trong tam giác vector của bộ sách giáo khoa cánh diều. Bài 1. Cho tam giác ABC có cạnh AB bằng 3,5, cạnh AC bằng 7,5, góc A bằng 135 độ. Tính độ dài cạnh BC và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Trước tiên ta tính độ dài cạnh BC. Ở đây bài cho độ dài cạnh AB, độ dài cạnh AC và góc xen giữa là góc A bằng 135 độ. Cho nên để tính độ dài cạnh BC, ta sẽ áp dụng định lý cosin. Ta có BC bình bằng AB bình cộng AC bình trừ 2 lần AB nhân AC nhân cốt góc A. Thay vào ta được bằng 3,5 bình cộng 7,5 bình trừ 2 nhân 3,5 nhân 7,5 nhân cốt của 135 độ. Tính toán ta được kết quả xấp xỉ bằng 105,623. Như vậy BC bình thì bằng 105,623. Khai căn hai vế ta được BC xấp xỉ bằng 10,3. Tiếp theo ta tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì chúng ta áp dụng định lý sin. Ta có 2R bằng BC chia sin A. Suy ra R sẽ bằng BC chia 2 lần sin A. Tính toán ta được R xấp xỉ bằng 7,3. Bài 2. Cho tam giác ABC có góc B bằng 75 độ, góc C bằng 45 độ, cạnh BC bằng 50, tính độ dài cạnh AB. Như vậy ở đây đề bài cho chúng ta biết góc B, góc C và độ dài cạnh BC. Cho nên chúng ta nghĩ tới việc tìm độ dài cạnh AB bằng cách áp dụng định lý sin. Mà muốn áp dụng định lý sin thì trước tiên chúng ta phải tìm được góc A. Ở đây chúng ta có góc A bằng 180 độ trừ góc B cộng góc C. Tính toán ta được góc A bằng 60 độ. Sau đó chúng ta áp dụng định lý sin thì ta có được AB chia sin góc C bằng BC chia sin góc A. Từ đó AB sẽ bằng BC nhân sin góc C chia sin góc A bằng 50 nhân sin 45 độ chia sin 60 độ. Kết quả bằng 50 căn 6 chia 3. Bài 3. Cho tam giác ABC có cạnh AB bằng 6, cạnh AC bằng 7, cạnh BC bằng 8. Tính cốt A, sin A và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Trước tiên ta tính cos A. Áp dụng hệ quả của định lý cosin ta có cos A sẽ bằng AB bình cộng AC bình trừ BC bình chia cho 2 lần AB nhân AC. Thay số ta được bằng 6 bình cộng 7 bình trừ 8 bình chia cho 2 nhân 6 nhân 7. Tính toán ta được kết quả bằng 1/4. Tiếp theo tính sin A. Ta có sin bình A cộng cốt bình A bằng 1. Từ đây chúng ta rút ra sin bình A sẽ bằng 1 trừ cốt bình A.
Ta sẽ bằng 1 trừ 1 phần 4 tất cả bình, bằng 1 trừ 1 phần 16, bằng 15 phần 16. Mà ở đây chúng ta có góc A của chúng ta lớn hơn 0 độ, nhỏ hơn 180 độ, cho nên sin A dương. Do đó, sin góc A sẽ bằng căn 15 phần 4. Tiếp theo, tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì ở đây, chúng ta đã biết sin góc A. Ta áp dụng định lý sin thì ta có R bằng BC chia 2 lần sin A bằng 8 chia cho 2 nhân căn 15 phần 4. Kết quả bằng 16 phần căn 15 bằng 16 căn 15 chia cho 15. Bài 4. Tính giá trị đúng của các biểu thức sau không dùng máy tính cầm tay. IA. Biểu thức A bằng cos 0 độ cộng cos 40 độ cộng cos 120 độ cộng cos 140 độ. Thì ở đây chúng ta có cos 0 độ thì bằng 1. Cos 40 độ trong bảng giá trị lượng giá đặc biệt không có và cos 140 độ không có. Ta thấy 40 độ và 140 độ là hai góc bù nhau. Cho nên cos 40 độ sẽ bằng cos của 180 độ trừ đi 140 độ, ta tách ra thành. Còn cos 120 độ ta tính được là nó sẽ bằng trừ 1/2 cộng với cos 140 độ. Ở đây ta có 1 trừ 1/2 là bằng 1/2 này. Cos 180 độ trừ 140 độ còn trừ cos của 140 độ cộng với cos 140 độ. Hai anh này triệt tiêu hết, kết quả bằng 1/2. Tiếp theo, biểu thức B bằng sin 5 độ cộng sin 150 độ trừ sin 175 độ cộng sin 180 độ. Thì ở đây ta thấy là góc 150 độ và góc 180 độ là hai cung đặc biệt, chúng ta có thể tính luôn được. Còn riêng góc 5 độ và góc 175 độ là hai góc bù nhau, cho nên chúng ta dùng công thức lượng giác của hai góc bù nhau chúng ta được. Sin 5 độ thì chúng ta phân tích ra thành sin của 180 độ trừ 175 độ. Sin 150 độ thì chính bằng sin của 30 độ. Cái này là sin của 30 độ trừ sin 175 độ. Sin 180 độ thì bằng 0. Anh này thì bằng sin 175 độ. Sin 30 độ thì bằng 1/2 trừ sin 175 độ. Hai anh này triệt tiêu hết, kết quả bằng 1/2. Tiếp theo, biểu thức C bằng cos 15 độ cộng cos 35 độ trừ sin 75 độ trừ sin 55 độ. Ở đây chúng ta thấy góc 15 độ và góc 75 độ là hai góc phụ nhau. Góc 35 độ và góc 55 độ là hai góc phụ nhau. Cho nên sin góc này sẽ bằng cos góc kia. Cos 15 độ sẽ bằng sin của 75 độ. Cos 35 độ sẽ bằng sin của 55 độ trừ đi sin của 75 độ trừ sin của 55 độ. Sin 75 độ với sin 75 độ hết. Sin 55 độ trừ sin 55 độ hết. Kết quả bằng 0. Tiếp theo, biểu thức D bằng tan 25 độ nhân tan 45 độ nhân tan 115 độ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là góc 25 độ có mối quan hệ với góc 75 độ và góc 115 độ cũng có quan hệ với góc 75 độ. Ta sẽ phân tích tan của hai góc này liên quan đến tan của góc 75 độ. Thì chúng ta có góc 25 độ và góc 75 độ là hai góc phụ nhau, cho nên tan 25 độ sẽ bằng cotang của 75 độ. Tan 45 độ thì sẽ bằng 1. Tan 115 độ thì 115 độ nó bù với 75 độ, cho nên tan 115 độ sẽ bằng trừ của tan 75 độ. Nói chúng ta có cotang thì bằng cos chia sin.
tang thì bằng sin chia cos. Như vậy cotang 75 độ nhân với tang 75 độ bằng 1. Như vậy kết quả bằng -1. Tiếp theo biểu thức D bằng cotang 10 độ nhân cotang 30 độ nhân cotang 100 độ. Thì ở đây chúng ta có góc 10 độ và góc 100 độ có liên quan với góc 80 độ. Góc 10 độ và góc 80 độ là hai góc phụ nhau, còn góc 100 độ và góc 80 độ là hai góc bù nhau. Chúng ta có góc 10 độ và góc 80 độ là hai góc phụ nhau, cho nên cotang 10 độ sẽ bằng tang 80 độ. Ta có cotang 30 độ thì bằng căn 3. Góc 100 độ và góc 80 độ là hai góc bù nhau, nên cotang 100 độ sẽ bằng trừ cotang của 80 độ. Ta có tang 80 độ nhân cotang 80 độ bằng 1. Do đó, kết quả của biểu thức D bằng trừ căn 3. Bài 5. Cho tam giác ABC chứng minh rằng sin của góc A chia 2 bằng cos của góc B cộng C chia 2. Tang của góc B cộng C chia 2 bằng cotang của góc A chia 2. Thì ở đây chúng ta sẽ nghĩ tới việc sử dụng quan hệ lượng giác của hai góc phụ nhau. Ở đây chúng ta có góc A chia 2 mà cộng với góc B cộng C chia 2 sẽ bằng 90 độ. Từ đó thì chúng ta sẽ có sin của góc A chia 2 sẽ bằng sin của 90 độ trừ đi B cộng C chia 2. Sin của 90 độ trừ B cộng C chia 2 chính là cos của B cộng C chia 2. Đây chính là điều phải chứng minh. Một cách hoàn toàn tương tự thì chúng ta có ở đây là tang của góc B cộng C chia 2 chính là tang của 90 độ mà trừ đi A chia 2. Tang của 90 độ trừ A chia 2 chính là bằng cotang của A chia 2. Đây chính là điều phải chứng minh. Bài 6. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo các góc BAC, góc BCA. Biết rằng khoảng cách AC bằng 25m, góc BAC bằng 59,95 độ, góc BCA bằng 82,15 độ như ở hình bên. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Thế thì ở đây để tính được khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B, chúng ta sẽ nghĩ tới việc áp dụng định lý sin. AB chia sin góc C sẽ bằng, như vậy đầu tiên chúng ta phải tính góc B. Góc B ở đây sẽ bằng 180 độ mà trừ đi góc A cộng góc C. Tiếp theo chúng ta áp dụng định lý sin. AB chia sin góc C bằng AC chia sin góc B. Từ đây chúng ta rút ra được cạnh AB sẽ bằng AC nhân sin góc C chia sin góc B. Thay số bằng 25 nhân sin 82,15 độ chia cho sin 37,9 độ. Tính toán ra được kết quả xấp xỉ bằng 40,316. Chúng ta làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, như vậy nó xấp xỉ bằng 40. Bài 7. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau theo hai hướng tạo với nhau góc 75 độ. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ t
8 hải lý một giờ. Tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lý một giờ. Hỏi sau 2,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lý? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Chúng ta hình dung bài toán như sau. Hai tàu cùng xuất phát ở vị trí điểm A và chạy về hai hướng khác nhau và tạo với nhau một góc là 75 độ. Tàu 1 chạy với tốc độ là 8 hải lý một giờ, còn tàu 2 chạy với tốc độ là 12 hải lý một giờ. Tức là tàu 1 chạy chậm hơn tàu thứ 2. Đây, chúng ta hình dung bài toán này. Sau 2,5 giờ thì tàu 1 sẽ chạy chậm hơn, chạy được một đoạn ngắn hơn, đến vị trí B, và tàu 2 chạy đến vị trí C, tạo với nhau góc 75 độ. Đề bài yêu cầu là khoảng cách giữa tàu 1 và tàu 2 sau 2,5 giờ là bao nhiêu? Tức là chúng ta xác định khoảng cách BC. Thầy trình bày bài này như sau. Sau 2,5 giờ thì tàu 1 chạy được 8 mà nhân với 2,5 bằng 20 hải lý. Sau 2,5 giờ, tàu 2 chạy được quãng đường AC bằng 12 nhân 2,5 bằng 30 hải lý. Tiếp theo tính khoảng cách từ tàu 1 đến tàu 2 sau 2,5 giờ, tức là khoảng cách BC. Ta áp dụng định lý cosin, ta có BC bình bằng AB bình cộng AC bình trừ 2 lần AB AC nhân cốt góc A bằng 20 bình cộng 30 bình trừ 2 nhân 20 nhân 30 nhân cốt 75 độ. Tính toán ta được xấp xỉ bằng 1282,91. Từ đó chúng ta khai căn hai vế, ta được BC xấp xỉ bằng 35,8 hải lý. Bài 8. Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc rìu. Nhận thấy góc nâng, tức là góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc rìu và phương nằm ngang là góc alpha bằng 35 độ. Khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt của bạn A là 1,5 mét. Cùng lúc đó, ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc rìu và thấy góc nâng là beta bằng 75 độ. Khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là 1,5 mét. Biết chiều cao của tòa nhà là h bằng 20 mét. Hỏi chiếc rìu bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Chúng ta phân tích bài toán này như sau. Ta ký hiệu là vị trí của chiếc rìu là vị trí của điểm C và mặt đất là vị trí điểm D. Bài toán của chúng ta yêu cầu tính độ dài đoạn CD. Độ dài đoạn này là 1,5 mét. Như vậy, để tính độ dài đoạn CD thì chúng ta tính độ dài đoạn CE. Ta thấy là tam giác CBE là tam giác vuông tại E. Như vậy, chúng ta sẽ đi tính độ dài đoạn BC. Để tính độ dài đoạn BC thì ta thấy cái góc, chúng ta sẽ xác định được góc này, góc B, ABC và góc BAC. Góc BAC bằng 90 độ cộng alpha, còn góc ABC sẽ bằng 90 độ trừ beta. Từ đó ta sẽ tính được cạnh BC, dẫn đến chúng ta sẽ tính được CE. Thầy trình bày bài tập này như sau. Trước tiên thì chúng ta có được đoạn AB bằng chiều cao của tòa nhà, nó chính bằng h và bằng 20 mét. Ta có đoạn ED bằng 1,5 mét. Góc alpha bằng 35 độ. Suy ra góc BAC bằng 90 độ cộng alpha bằng 125 độ. Góc beta bằng 75 độ. Suy ra góc ABC bằng 90 độ trừ beta bằng 15 độ. Từ đó chúng ta suy ra góc ACB bằng 180 độ trừ đi góc ABC cộng với góc BAC. Góc ACB sẽ bằng 40 độ.
Áp dụng định lý sin thì chúng ta có BC chia sin góc A bằng AB chia sin góc C. Từ đó chúng ta suy ra BC bằng AB sin A chia sin C. Thay số 20 nhân sin 125 độ chia cho sin 40 độ. Tính toán ra được kết quả xấp xỉ bằng 25,5 mét. Tiếp theo xét tam giác BCE vuông tại E, ta có EC sẽ bằng BC nhân sin góc beta bằng 25,5 nhân sin 75 độ, xấp xỉ bằng 24,6 mét. Từ đó chúng ta có được độ cao của chiếc diều so với mặt đất là độ dài đoạn CD bằng EC cộng với ED bằng 24,6 cộng 1,5, xấp xỉ bằng 26,1 mét.